showroom về thiết bị điện, bạn nghĩ gì khi nghe đến? Đơn giản là thiết bị điện được trưng bày, quá cơ bản. Đến với showroom Lioa quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ được nhiều hơn thế với các trải nghiệm bán lẻ mà chỉ đứng ở vị trí khách hàng mới cảm nhận đầy đủ. Sự thỏa mãn thị giác luôn khiến não bộ hài lòng. Thương hiệu Lioa muốn mang đến điều đó cho khách hàng với các nhóm sản phẩm được trưng bày bắt mắt, khoa học, hoàn thiện trong từng chi tiết. Đến với showroom để nhìn, chạm và cảm nhận sản phẩm một cách trực quan nhất. Là một nhà sản xuất thiết bị điện có giải sản phẩm đa dạng nhất Việt Nam, thương hiệu quốc dân Lioa không ngừng khẳng định năng lực sản xuất các thiết bị điện phục vụ mọi nhu cầu sử dụng, từ dân dụng đến công nghiệp như phích cắm, ổ cắm, thiết bị điện xây dựng, chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, quạt dân dụng và công nghiệp, ống áp tự động 1 pha, 3 pha, biến áp hạ thế. Lioa mang đến tất cả những gì bạn cần về điện và các giải pháp tối ưu cho một hệ thống an toàn, hiệu quả. Với hơn 33 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam đã có mặt tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Công nghệ quét mã vạch được ứng dụng tại showroom Lioa quận nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian quý giá nhưng vẫn có được nhận biết toàn diện về các sản phẩm điện mình cần, mang lại cho bạn trải nghiệm mua sắm đa kênh ngay trong không gian showroom với lựa chọn mua hàng trực tiếp, nhận hàng và giao hàng, hoặc có thể mua hàng trực tuyến qua các hệ thống online của Lioa. Showroom Lioa quận nhất, sự kết hợp hoàn hảo giữa những gì bạn thích về giao dịch trực tuyến với những gì bạn mong muốn khi mua sắm trực tiếp. Với vị trí thuận tiện ngay ngã tư đường Yassin và Lê Thị Hồng Gấm, showroom Lioa quận nhất thành phố Hồ Chí Minh là không gian hiện đại, tinh tế, nơi mang lại sự lựa chọn về thiết bị điện cho mọi công trình, sản phẩm chất lượng, đa tiện ích, sự tư vấn cẩn thận, chân thành cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo là những gì bạn có thể tìm thấy khi đến showroom Lioa quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Lioa cùng bạn tạo dựng một khởi đầu mới cho một cuộc sống tiện ích và an toàn.